Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang, đồng chí Tô Hiệu đã rất quan tâm đến công tác giáo dục đào tạo, nâng cao dân trí, giác ngộ lòng yêu nước, tinh thần cách mạng cho quần chúng. Tinh thần đó đang được bao thế hệ giáo viên, học sinh toàn tỉnh, nhất là tại những ngôi trường mang tên Tô Hiệu, đã, đang kế thừa và phát huy. Trường Tiểu học Tô Hiệu, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tiền thân là trường Kim Bị Xuân Cầu, mang đậm dấu ấn của người chiến sĩ Cộng sản Kim Trung. Tô Hiệu không chỉ vận động nhân dân đặt những viên gạch dựng trường, đồng chí Tô Hiệu còn trực tiếp giảng dạy từ những ngày đầu mới thành lập. Những dấu tích của ngôi trường Kim Bị Xuân Cầu những ngày đầu không còn, nhưng tinh thần Tô Hiệu thì còn mãi trong trái tim của các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh của nhà trường. Hơn 80 năm qua, trường Tiểu học Tô Hiệu ngày càng phát triển với cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, đủ phòng chức năng, nhà ăn, sân chơi, bãi tập luôn nằm trong top đầu về chất lượng dạy và học. Tập thể cán bộ giáo viên của chúng tôi cũng nhận thức được một điều, đó là chúng tôi cần phải nỗ lực và cố gắng hơn nữa. Giáo viên tích cực đổi mới phương pháp dạy học để đáp ứng được cái yêu cầu và hoàn thành tốt những cái chương trình kế hoạch mà Bộ Giáo dục đã đề ra. Và đến nay thì nhà trường đã phấn đấu xây dựng được công nhận là trường chuẩn quốc gia mức độ 2 và được đánh giá chất lượng, kiểm định chất lượng đạt mức độ 3. Tại thành phố Hưng Yên, trường Trung học Phổ thông Tô Hiệu, một trong những ngôi trường ngoài công lập đầu tiên của tỉnh, cũng đang dần khẳng định chất lượng đào tạo. Hơn 20 năm thành lập, nhà trường đã đào tạo được khoảng 6.000 học sinh. Tỷ lệ học sinh thi đỗ tốt nghiệp bình quân hàng năm đạt trên 95% trở lên. Có nhiều năm đạt 100%, học sinh thi đỗ đại học đạt 35% trở lên. Trường đã xây dựng quỹ học bổng mang tên Tô Hiệu để kịp thời động viên khen thưởng các em học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập. Năm này năm đầu tiên em được vào trường Trung học Phổ thông Tô Hiệu. Trong 3 năm học tới thì em sẽ cố gắng quyết tâm học tập thật tốt và có ý chí để giành được nhiều thành tích tốt. Tôi rất tự hào khi được làm việc trong ngôi trường mang tên người con ưu tú của quê hương Hưng Yên, đó là liệt sĩ Tô Hiệu. Và từ cái tấm gương của đồng chí Tô Hiệu, tôi rút ra một cái kinh nghiệm cho bản thân, đó là phải luôn luôn cố gắng, nỗ lực và vượt qua mọi khó khăn để tìm tòi, trau dồi phương pháp dạy và học. Người chiến sĩ cách mạng đã hy sinh, nhưng cây đào nơi bóng tối nhà ngục Sơn La vẫn đâm chồi, nảy lộc, tựa như tinh thần Tô Hiệu không ngừng lan tỏa trong trái tim bao thế hệ giáo viên, học sinh, là động lực để ngành giáo dục và đào tạo không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học, vươn tầm thế giới.